nay là cho con sang ngày tuổi thứ 8. Bụng này. Bạn nào mà có chăm cho đẻ thì nên biết đến cái sản phẩm này nhé, Semil này, tuyệt vời luôn, đảm bảo cho mẹ là luôn có đủ sữa cho con bú, và nó còn có cái tác dụng là nó chống viêm nhiễm nữa, viêm sữa ấy, như là trong hai hôm trước của cái đàn cho con này là con mẹ bị tắc tia sữa do cho con nó tì lệch, vặn đầu ti, tì lệch bị tắc tia sữa nhưng mà không bị viêm, chính là do cái tác dụng của cái Semil này. Một là mình cũng phát hiện kịp, cái thứ hai nữa là cái này nó có cái tác dụng chống viêm các bạn. Nó có cái tác dụng, ngoài tác dụng tăng sữa, nó có tác dụng chống viêm, là rất là may, không có bị hỏng sữa. Cái việc mà con cho con nó ti này, một là nó ti bị lệch ti, tức là nó cứ nghiêng ti nghiêng về một bên, không là nó ti gấp ti vào thì nó lấy sữa ở một bên và một bên thì nó bị ứ sữa, hoặc là con cho con nó cào sứt cái da của con mẹ, cái móng chân của con cho con ấy, nó cào sứt cái bầu sữa thì nó cũng có thể là nó gây viêm nhiễm và nó làm bị viêm sữa. Thì nếu mà các bạn mà có chăm chó đẻ thì các bạn nên dùng cái sản phẩm này, nên biết sản phẩm này, tính ra nó rất là rẻ thôi. Lần chó sinh sản thì chắc chỉ dùng hết nửa cái hộp mới thôi, có lẽ là không đến. Hộp này là 350.000 cộng ship. Cái viên thuốc này ấy, thì nó vị nó rất là đắng, cho nên là buộc là sẽ phải lừa con chó cho nó uống bằng cách là dùng một cái đồ ăn gì đấy, nhét cái viên thuốc vào trong cho nó ăn, mà là phải là nó phải là ăn vội, chứ nếu mà nó cắn mà vỡ ra thì nó đắng lắm, thì lần sau là hơi khó. Hai nữa là nhét miệng, như mình là mình cứ nhét miệng. Đây là tiện cái đàn cún con này nó bị cái tức sữa mấy ngày hôm trước mình có chia sẻ, thì cũng nói luôn với mọi người về cái Semil này, cái tác dụng này, cái sản phẩm này là nó mới có 2 năm trở lại đây thôi, chứ trước đây thì không có đâu, trước đây là chịu đấy. Những cái con nào mà thiếu sữa thì nào là hầm chân giò rồi kính thưa các thể loại để con mẹ nó tăng sữa, nhưng mà cũng không giải quyết được vấn đề được bao nhiêu. Còn cái này là nó là cái một cái sản phẩm mà nó chuyên để mà tăng sữa, cái kích thích cái ở bên trong cơ thể của con chó, chứ không chỉ dựa vào cái dinh dưỡng đâu. Cái kiểu ngày xưa là dựa vào dinh dưỡng. Thì mọi người có thể thấy là cho con như cái đàn này 9 con là con nào lúc nào cũng no. Đàn này thì không may là bị rơi rụng mất 2 con, do trong cái ngày thứ hai là không để ý là để cho con mẹ nó mệt, nó nằm ngủ đè vào mất, đè vào lưng cho con, chui rúc vào lưng con mẹ. Thì nếu mà như ở cái đàn này ấy, thì kể cả là nó có 11, 12 con cho con thì nó vẫn cứ đủ sữa, con mẹ nó vẫn đủ sữa cho con bú. Thì mọi người có thể thấy đến hôm nay là ngày thứ 8 này, nhưng mà mọi người nhìn cái bụng của con cho con, con nào bụng cũng no. Đây là con mẹ nó phải rất nhiều sữa. Và cho con bú thì cái tình trạng bú mút mạnh quá rồi bị sặc, sặc sữa, bởi vì nó mút mạnh quá nó nhiều sữa mà, là thường xuyên xảy ra.
tức là không ăn tham được. Cái bầu sữa nó nhiều sữa là không ăn tham được, ăn tham là sẽ bị sặc. Thì cái Semil này mình nói chi tiết một chút để cho mọi người mà có con chó nó sắp đẻ hay là như thế nào đấy thì mọi người cũng biết và mọi người tham khảo. Cái này thì nó đây là như ở trên đây là nó có ghi rõ luôn là lợi sữa và chống viêm luôn này. Viêm là viêm sữa đấy. Và nó cũng góp phần nó chống viêm ở trong cơ thể. Các cái viêm khác nữa nhưng chủ yếu là nó tác dụng với lại cái tuyến sữa. Thì như cái liều dùng của cái sản phẩm này ấy thì với chó rốt là cái con chó to rất là to. Con giống chó to, con giống chó nhỏ thì theo cái tỷ lệ cân nặng của nó mà nó sẽ dùng với cái liều thấp đi. Nhưng mà với rốt này thì trong 3 ngày đầu tiên là sẽ cho dùng mỗi ngày khoảng 10 viên. Từ 8 đến 12 viên. Nhưng mà cứ coi như là mỗi ngày 10 viên. Và những ngày tiếp theo khi mà cái con chó mẹ nó đã đủ sữa rồi thì uống duy trì ra, uống duy trì chứ không phải uống để tăng sữa, nó duy trì cái tiết sữa ấy. Và để phòng cái việc viêm nhiễm cái tuyến sữa ở những ngày tiếp theo thì dùng theo cái liều duy trì này, một viên trên 10 đến 15 cân thể trọng. Tức là một cái con rốt cái thì mình cứ tính trung bình nó khoảng tầm 40 cân. 40 cân thì nhân lên là sẽ thành 4 viên một ngày. 4 là bình thường là sẽ dùng liều duy trì là 3-4 viên một ngày. Và cái này là rất là tốt. Cái sản phẩm Semil này của nó thì giá của nó là 350.000 cộng với lại tiền ship cho một hộp 150 viên. Hạn sử dụng của nó thì tận 2 năm từ ngày sản xuất cơ, thành ra là dùng thoải mái, chó đẻ mấy lứa dùng vẫn chưa hết. Tính ra là nó sẽ là một cái mà nó rất là lợi và nó thuận lợi cho cái việc chúng ta chăm con chó con, hạn chế những cái phát sinh. Thì chia sẻ để mọi người biết, để mọi người tham khảo.